Annabelle đâu rồi? Chị Chi qua nhà sách Phong rồi ạ. Qua nhà Nam Phong làm gì? Tôi khiến cô không được thoải mái hả? Nếu không phải là tôi mà là Phi Yến hay là Hoàng Oanh thì anh cũng sẽ chạy tới đó, đúng không? Tôi đến đó là vì cô. Chẳng hiểu sao khi ở bên cô tôi cảm thấy rất là bình yên. Anh là gì chứ? Lục Vân Tiên vượt mưa gió đến cứu Kiều Nguyệt Nga à? Xin lỗi anh nha, đây không phải phim cổ trang kiếm hiệp. Anh Chi đã biết hết mọi chuyện rồi đấy. Cảm ơn anh. Tay anh bị thương là do đi tìm tôi, có đúng như vậy không? Chị ghét anh Minh Huy lắm à? Lần trước mọi người tưởng chị bị tai nạn, thế là anh ấy chạy như tên lửa để đi kiếm chị đấy. Tôi không muốn chỉ là anh trai của cô, cũng không thể là đồng nghiệp của cô. Xin làm cơn gió bay thật xa đến nơi mà ta có nhau suốt đời, vòng tay ôm siết không rời.